Trong báo cáo tài chính thường niên năm 2023 được công bố ngày 2 tháng 2, Meta tiết lộ một nguy cơ mới liên quan đến các sở thích có khả năng gây nguy hiểm của CEO Mark Zuckerberg và các lãnh đạo khác của công ty theo CNBC. Ông Zuckerberg và một số thành viên hội đồng quản trị tham gia nhiều hoạt động nguy cơ cao như thể thao đối kháng, thể thao bảo hiểm và các môn giải trí trên không, mang theo rủi ro chấn thương nghiêm trọng và tử vong. Nếu ông Zuckerberg vắng mặt vì bất kỳ lý do gì, có thể sẽ có tác động bất lợi đáng kể đối với các hoạt động của chúng tôi, công ty thông báo. Theo tờ The Telegraph, các công ty niêm yết tại Mỹ phải công khai với nhà đầu tư những yếu tố rủi ro nhằm tạo ra sự minh bạch và cũng là cách bảo vệ công ty trước khả năng bị kiện. Tỷ phú Zuckerberg, nhà sáng lập CEO và là cổ đông lớn nhất của Meta, là người say mê môn võ tổ hợp MMA và các môn thể thao mạo hiểm như lướt sóng bằng ván lướt cánh ngầm. Hồi tháng 11 năm 2023, ông tiết lộ rằng đã bị rách dây chằng chéo trước trong một lần tập MMA và phải phẫu thuật để thay thế. Cũng trong năm ngoái, vụ thách đấu tỷ thí trong lồng sắt giữa ông và tỷ phú Elon Musk đã gây xôn xao dư luận. Hai vị tỷ phú thuộc nhóm những người giàu nhất thế giới đã đồng ý tham gia một trận đấu trong lồng sắt, nhưng sau cùng màn tỷ thí không diễn ra. Trong một bài viết trên mạng xã hội Threads về thông tin nguy cơ chấn thương, ông Zuckerberg đăng một bức ảnh động ý nói rằng rủi ro cao thì phần thưởng cũng cao. Hôm 2 tháng 2, Meta báo cáo lợi nhuận 14 tỷ đô la Mỹ trước thuế trong quý tư năm ngoái, vượt dự báo của giới phân tích. Công ty cũng thông báo sẽ lần đầu tiên chia cổ tức cho cổ đông. Tài sản ròng của tỷ phú Mark Zuckerberg cũng tăng lên hơn 166 tỷ đô la Mỹ trong cùng ngày khi cổ phiếu của Meta tăng vọt 21%, giúp ông vượt qua tỷ phú Bill Gates để trở thành người giàu thứ tư thế giới sau ông Musk, ông Jeff Bezos và ông Bernard Arnault. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên,